tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất của tuần thi đấu thứ 3 LCK mùa xuân năm 2023. Tâm điểm của tuần này chắc chắn sẽ là trận đại chiến giữa T1 và Hanwha Esports. Hai đội tuyển đang tạo nên nhiều làn sóng dư luận nhất trong làng liên minh huyền thoại chuyên nghiệp thời gian vừa qua. Nhìn vào thứ bậc trên bảng xếp hạng và phong độ thi đấu hoàn toàn trái ngược của T1 và Hanwha, có lẽ một bộ phận đông đảo khán giả đều đã nghĩ tới một kịch bản mà ở đó Faker cùng các đồng đội sẽ là cái tên tiếp theo tạt cho Super Team Hanwha một gáo nước lạnh. Bởi với việc chỉ có được một chiến thắng duy nhất tính tới trước trận đấu với T1, sẽ thật khó mà tin rằng Hanwha đủ sức tạo nên bất ngờ trước ông vua mùa xuân của LCK. Thế nhưng bất ngờ đã thực sự xảy ra. Thời gian gần đây, những lựa chọn dị trong tay Kerea khiến cho việc cầm xạ thủ đi hỗ trợ đang dần trở thành một hiện tượng ở trong các giải đấu và giúp cho những trận đấu của T1 dù với đối thủ nào cũng luôn được người hâm mộ rất mong chờ. Trong ván đấu đầu tiên, nơi mà rất nhiều xạ thủ và hỗ trợ mạnh trong meta bị cả hai bên loại bỏ, Viper mang ra Varus là lựa chọn mạnh còn sót lại. Đáp trả đối thủ, T1 cũng xây dựng một cánh trên có những nét tương đồng với ván 3 trận họ gặp gỡ Diplosia là Jay, Kassadin, Sironi đi mọi kèo. Không hề tỏ ra lép vế, JK bỏ qua lựa chọn Ra như cách BDD hay Showmaker đã làm, mà tự tin lấy về kèo kỹ năng với Aurelia để kiến thiết đội hình hai sát thương chủ lực cho Hanwha Life. Các vệ tinh xung quanh Viper cũng là những vị tướng đang rất mạnh hiện tại, bao gồm Maokai đi rừng và Kersante đường trên. Thêm vào đó là Rakan hỗ trợ để bổ sung khả năng càng vào trong một thời điểm, phá bộ khung đội hình tầm xa cấu rỉa mà T1 muốn xây dựng khi có thêm giết đường dưới. Và đây rồi, thứ mà chúng ta trông đợi bị T1 giấu nhẹm đến phút cuối cùng. Lựa chọn Kerea mang ra sau Caitlyn hỗ trợ, Kalista hỗ trợ là Jhin, một vị tướng anh đã từng mang ra nhiều lần trong xếp hạng đơn và đạt được độ hiệu quả tương đối. Có vẻ như Kerea rất thông cảm cho đội ngũ media của LCK để họ không cần làm thêm một khuyến cáo không sử dụng trong xếp hạng đơn, vì ngày nào T1 thi đấu cũng đều có sẵn, cứ việc mang ra rồi sử dụng lại. T1 không để bất kể ván đấu nào của mình trở nên nhạt nhẽo. Trong cuộc đụng độ với hai đối thủ đã khiến mình ôm hận, T1 thể hiện khát khao phục thù bằng cách đẩy nhanh tiến độ ngay từ những phút đầu tiên. Ngay từ cấp độ 2, với con dây danh bất hư truyền trong tay, Z gần như đã dồn những uất ức của mình ở chung kết thế giới vào trận đấu bằng pha solo kill trước cờ xanh tay của Kingen. Ở khu vực đường dưới, Gumayusi và Kerea gửi lời chào đầu tiên cho sự trở lại của Viper bằng pha dual kill từ sớm. Sau đó với áp lực của Honor, Kerea với Jhin hỗ trợ có luôn đôi mạng của đường giữa đối thủ. Một khởi đầu đẹp đẽ cho T1 với hai đường cánh tầm xa. Hy vọng của Hanwha dồn cả vào đường giữa, nơi mà JK nhận được một kèo chọn sâu có lợi thế về mặt chất tướng. Qua đó đẩy Faker vào thế bị băng trụ, buộc Kerea phải là người chết thuê trong tình huống Faker có nguy cơ mất nhiều kinh nghiệm. Nhưng của thiên trả địa, với áp lực phải là người gồng gánh, JK phạm sai lầm để rồi bị Kerea với Jhin chỉ quanh quẩn bên Faker trừng phạt quá nặng nề. Khu vực đường trên với kèo chất tướng lợi thế, Z tiếp tục kêu gọi pha băng trụ thành công, giúp T1 có 5 mạng hạ gục ngay từ phút thứ 10 của ván đấu. Pha tập trung người đầu tiên của cả hai đội ở giai đoạn đầu trận nằm ở sứ giả thứ 2 của ván đấu, thời điểm mà lợi thế ở hai cánh giúp Faker thăng tiến ổn định. Tại đây, sức mạnh của đội hình tầm xa phía T1 đã được bộc lộ rõ rệt khi Jhin của Kerea và Zeke của Gumayusi hạ sát được Rakan mỏng manh đang cố gắng ngăn T1 nhặt tinh thể sứ giả khe nứt. Lấy được sứ giả, T1 muốn bỏ Faker để lùi về, nhưng pha thi đấu phải nói là siêu phẩm của Kingen đã giúp Faker trở về an toàn sau con sứ giả. Nhưng những phút quá hừng ngay sau đó của bộ đôi đường đơn T1 cũng đặt cả hai vào vùng nguy hiểm. Kersante vẫn quá lỗi khiến Quỷ Vương ôm hận ở chân trụ 2, còn Z nằm lại ở cánh đẩy lẻ, kéo lại cho Hanwha Life không ít lượng vàng. Tình huống đẩy ván đấu đi xa hơn dự liệu của Hanwha Life là khi họ tự tin với đội hình càng vào mạnh mẽ của mình, có thể ép đánh T1 ở hang Baron. Nhưng đội hình cấu rỉa vòng ngoài của T1 lại rất thích những không gian nhỏ hẹp để cấu rỉa như vậy. Mặt khác, Hanwha Life cũng lưỡng lự trong việc hên xui với Baron hay đánh ngược trở ra, để rồi khi phải 50-50, họ đã phải trả giá. Dẫu biết Lead phải nằm xuống sớm bởi lượng sát thương cấu rỉa quá nhiều, nhưng việc bị Gumayusi lấy mất Baron chắc hẳn đã khiến JK và Kingen hoài niệm một cố nhân xưa mới cùng họ chinh chiến cách đây ít tháng. Không còn Varus trong tay, Gumayusi vẫn có thể đóng vai thái tử trộm cắp với con Baron đầu tiên cho T1. Con Baron đầu tiên nâng cách biệt kinh tế vượt trội cho T1, mang về cho họ hết 6 công trình dàn ngoài của đối thủ. Dù có được pha giao tranh tốt sau combo combo của Hanwha Life, thời gian tiếp theo vẫn là những sai lầm vội vã của Faker và đồng bọn trong việc triển khai con Baron thứ hai, để rồi không lấy thêm được đường lính siêu cấp nào mà Hanwha Life lại lấy thêm được ít nhiều những mạng hạ gục kéo lại thế trận. Với việc Faker câu kéo 4 chiêu cuối, T1 lấy được con Baron thứ 3 khi đồng hồ đã điểm phút 36. Nhưng những tham vọng lấy đường lính siêu cấp của Faker khiến T1 mất thêm một mạng, họ mất trụ đầu đường giữa cho Hanwha Life sau 40 phút thi đấu. Mãi đến phút 42 của ván đấu, với tình huống đánh hội đồng Faker bất thành, T1 mới lấy đi những đường lính siêu cấp của đối phương, đẩy Hanwha Life vào áp lực phòng ngự khó khăn vô cùng. Hanwha Life Esports buộc phải đặt mình vào thế ăn nhanh Baron, nhưng như đã nói, đội hình của T1 tầm xa, cấu rỉa vòng ngoài quá mạnh, Kassadin của Faker thậm chí đã mạnh hơn những tình huống đầu ván khi có cấp độ 16. Hanwha Life lần này không mất Baron, nhưng mất cả ván đấu của mình. Hơi cồng kềnh nhưng T1 vẫn có được ván đấu đầu tiên sau 45 phút.
Thành công có được dẫn trước và giúp Hanwha Esports duy trì thành tích về thời gian thi đấu dài nhất LCK. Khi được chọn bên ở trong ván đấu thứ hai, Hanwha chọn bên phía đội đỏ và khi ở đội xanh, Tiêu Anh quyết định hướng đến một đội hình bình thường hơn với việc lấy về Nami ở lựa chọn đầu tiên. Thay vì lấy về một bộ đôi khắc chế, Viper quyết định lấy đi Lucian để ngăn cản cặp đôi Lucian Nami trong bối cảnh còn có những hỗ trợ khác như Lulu, Yumi để bắt cặp. Khi Ngộ Không bị Clit lấy đi, Honor được đẩy tới Vi để đánh ở giai đoạn sớm. Không còn Lucian, Gumayusi phải chuyển qua lựa chọn Raven. Bất lợi cấm chọn đang nằm bên phía Tiêu Anh nhiều hơn. ZK còn đó Akali tướng tủ để tự tin đi mọi keo, nhường keo khắc chế cho Kingen. Tiêu Anh cũng không có cơ hội loại bỏ đi vị tướng khó chịu từ chung kết thế giới này. Trong bối cảnh nhiều tướng đường giữa như Rai LeBlanc cũng bị cấm đi, Faker đã lựa chọn Talia, một vị tướng có thể khắc chế rất nhiều những kỹ năng lướt bên phía của đối phương. Zed tiếp tục chọn mù và ảnh hưởng tới Renekton để sớm kết hợp khống chế cùng Vi Corner. Kingen lựa chọn On để thủ hòa, nhưng vai trò gánh đội lại cho hai chủ lực ván 1 là ZK và Viper. Đội hình của Hanwha được triển khai và họ chỉ cần kiên nhẫn chờ On đúc đồ và một điều tối quan trọng nữa là không được để Raven của Gumayusi có được việc kích hoạt nội tại. Ở ván đấu thứ hai, Tiêu Anh cùng Hanwha có khởi đầu tương đối chậm so với ván đấu đầu tiên. Mãi tới phút thứ 10 khi cả hai tập trung giao tranh nhỏ lẻ, chiến công đầu mới đến để phá tan không khí trầm lặng. Hanwha cũng đã giữ thế trận rất tốt để Vi Corner không tạo được khác biệt lớn trước Ngộ Không của Clit trước giai đoạn cấp 6, giúp cho không đường nào của cả hai thật sự có những chênh lệch quá đáng kể ở khoảng thời gian sớm của ván đấu. Tất nhiên như thường lệ, Tiêu Anh vẫn có những dẫn trước về kinh tế sau 20 phút đầu tiên với những mục tiêu lớn nhỉnh hơn gồm hai rồng và hai sứ giả, mạng hạ gục chia đều cho cả hai. Thực chất phải nhấn mạnh đây là giai đoạn khá thành công của Hanwha Life khi không bị lậm vào lối chơi thích giao tranh nhỏ lẻ của Tiêu Anh, tránh ngưỡng sức mạnh của đội hình đối phương và ngăn chặn Raven có mạng hạ gục và kéo đến thời gian On có cấp độ và Akali của ZK quẩy được trong giao tranh. Xét về chất tướng sau khi đã vượt qua giai đoạn đi đường và con Raven của Tiêu Anh không có được những tình huống kích nội tại thì sát thương của bên phía Tiêu Anh tương đối hạn chế. Thua thiệt trông thấy này khiến giao tranh lớn đầu tiên ở rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu gần như nghiêng hẳn về phía Hanwha Life, nơi mà địa hình nhỏ hẹp, Ngộ Không của Clit thất tung nhiều người và ZK cũng như Viper tự tin xả sát thương, lấy về hai mạng hạ gục cho bên phía của Hanwha Life. Đây là báo hiệu ngưỡng sức mạnh của Hanwha Esports đã điểm. Sau pha giao tranh ở hang rồng, Tiêu Anh bất lực trong việc tìm về mạng hạ gục cho Gumayusi. Không giải phóng được lượng nội tại, họ quyết định được ăn cả ngã về không ở hang Baron. Và với một đội hình đối thủ giao tranh tổng mạnh mẽ đến vậy, đây đã là điềm báo cho một cái kết không có hậu của Tiêu Anh. Chính ở hang Baron này, Kingen với On hất tung 3 người và chồng chiêu cuối hiệu quả từ bên phía của Hanwha Life, đem lại cho họ một pha giao tranh một chiều không tưởng. Rất may cho Tiêu Anh là Honor trừng phạt thành công Baron để ngăn pha kết thúc sớm ván đấu. Nhưng bấy nhiêu cũng không giúp cho Tiêu Anh có được thêm nhiều thời gian khi sức mạnh đội hình của Hanwha Life đã ưu việt hơn khi không bị dẫn trước nhiều trong giai đoạn đi đường. Zed bị chia cắt, không có nhiều giá trị so với chống chịu thực thụ bên phía bên kia. Cá sấu của anh gần như lạc lõng trong phần còn lại. Faker với Talia cũng không thể hiện thực sự tốt. Nami khi không có Lucian cũng chỉ là một vị tướng không tạo ra được sự khác biệt cho con Raven của Gumayusi. Ván thắng đến với Hanwha Life sau 37 phút. Dù không phải quá sớm nhưng đây là một cú hích rất lớn về mặt tinh thần giúp họ đến với ván đấu cuối cùng, nơi mà họ đứng trước cơ hội ngắt chuỗi thắng của T1 và mạch bại của chính bản thân mình. Riêng Kingen, anh chàng này lại một lần nữa biến thành cơn ác mộng của Faker và các đồng đội khi giành danh hiệu MVP của ván đấu, cùng một chỉ số KDA hoàn mỹ đối với một vị trí chống chịu 0014. Với quyền chọn bên trong ván đấu quyết định, T1 quyết định chọn bên phía đội đỏ. Như những ván đấu trước, đường dưới vẫn là nơi bị nhắm đến trong cấm chọn với việc hai đội loại đi những xạ thủ mạnh nhất trong meta. Hở ra Elise, Clit không chối từ. Đây là vị tướng mà anh từng thể hiện rất tốt thời còn khoác áo SKT T1 2019, cũng là lựa chọn mạnh mà trước đó Binet, Canyon đều đã làm tốt. T1 hướng đến hai vị tướng mà Hanwha Life đã sử dụng trong ván đấu đầu tiên, gồm Maokai và Kersante. Hai bức tường mở ra cơ hội gánh đội cho Faker và Gumayusi. Viper tự tin lấy về Raven, vị tướng mà T1 đã thất bại ở ván đấu trước để thách thức Gumayusi. ZK không ngần ngại chọn Kassadin trước và đợi Faker ra quyết định. Cuối cùng không phải Rai như BDD hay Irelia giống ZK ván 1. Faker lấy về Yone ở đường giữa bất chấp việc có thể bị đuối sức mạnh phép thuật trong toàn đội. Đây cũng là lần đầu tiên mà Faker sử dụng Yone ở tại LCK và là con tướng thứ 73 mà anh sử dụng ở tại giải đấu này. Việc nhiều xạ thủ bị lấy đi, Gumayusi bị đẩy vào quân bài khó có thể thắng đường cũng ít độ cơ động là Jin, tướng tủ của anh ở mùa xuân năm trước. Life cũng tự tin lấy về 20 Dinger để gia tăng áp lực đi đường cùng Raven, ép Kyria phải hướng đến một hỗ trợ thiên hướng trụ đường và giảm bớt áp lực từ 20 Dinger là Soraka. Saiyan lần đầu tiên được Kingen lấy về ở mùa giải này, cũng là lần thứ 3 anh đánh chống chịu để làm nền cho đồng đội. Tương tự ván đấu đầu tiên, thế trận ban đầu của cả hai đều khá trầm lắng, chỉ có Honor với việc cầm Maokai đi rừng, liên tục bị Clit tìm kiếm. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, Clit bị trừng phạt lần đầu với một tình huống W chuẩn xác mang về cho Gumayusi mạng hạ gục đầu tiên.
Lựa chọn Jin của Gumayoshi cho thấy sự khó khăn khi anh bị Kingen nhắm đến với chiều cuối khi di chuyển xuống đường dưới băng trụ. Không có khả năng phản kháng, Gumayoshi nằm xuống và báo hiệu cho game đấu không suôn sẻ của xạ thủ này. Với áp lực đẩy liên tục ở đường dưới, Hanwha dẫn trước nhiều rồng và dễ hơn trong việc triển khai thế trận bắt lẻ. Nạn nhân đầu tiên là Yone của Faker khi thực chất anh cũng chẳng tạo ra được nhiều khác biệt so với Kassadin khi Maokai không phải bị tướng có cơ hội hỗ trợ áp lực tốt với đường giữa cùng Yone. Tuy anh bất lực trong việc tìm ra phương án triển khai khi các đường của họ không có lợi thế. Đặt vào thế giao tranh bắt buộc ở rồng cuối, họ triển khai rời rạc vô cùng khi đội hình vừa thiếu sát thương với Yone không hề xanh sao, lại vừa ít cơ động. Kassadin của Zeka lại vừa chớm cấp 16 là hồi chuông cảnh báo về trận thua đầu xuân bên phía của Tiwan. Glitch dường như trở về thời anh còn là người đi rừng số 1, trừng phạt chuẩn xác của anh mang về rồng cuối, nâng cao lượng chống chịu cho những vị tướng cần lao và cũng hạn chế lượng sát thương vốn đã ít ỏi bên phía Tiwan. Tại đây, giao tranh dễ dàng sau con rồng có được, Hanwha Esports nắm chắc chiến thắng trong tay của mình. Chỉ sau một giao tranh như thế, thế trận đã được định đoạt bằng con Baron cho Hanwha. Lần này họ nhanh chóng dứt điểm Tiwan sau 27 phút bằng pha tràn thẳng vào căn cứ của đối thủ, có được chiến thắng quan trọng nhất để lấy về sự tự tin của bản thân trên đường đua sau 3 thất bại liên tục. Như đã từng chia sẻ, Hanwha Esports rất cần một chiến thắng để phần nào đó giữ được cơ hội trong top 4 của mình, cũng như lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Rốt cuộc thì Hanwha Esports đã làm được, đội mà trước đó được gọi là thùng rỗng thì thực ra thùng vải rỗng mới nhét Tiwan vào vừa. Ngoài ý nghĩa về điểm số, đây là thắng lợi khích lệ tinh thần cực đại trong bối cảnh Hanwha Esports có nguy cơ xuống đáy xã hội. Quan trọng hơn hết, Zeka và đồng đội đã làm được điều mà Genji hay DK chưa thể làm được trong năm 2023 là đánh bại Tiwan. Còn với Tiwan, đây chắc chắn là một gáo nước lạnh để họ có thể nhận ra rằng mình không phải bất khả chiến bại hay không có điểm yếu. Hanwha Esports đã làm cho Tiwan lộ ra rất nhiều nhược điểm, mà đến khi đoàn quân Bengi gặp gỡ lại Diblaskia hay Genji Esports, họ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Dù vậy, đó là điều cần có để Á quân thế giới tự nhìn nhận lại sức mạnh của bản thân, cải thiện những vấn đề. Nhìn chung, chiến thắng này của Hanwha Esports cùng với chiến thắng của Genji hôm qua trước Diblaskia cũng sẽ đẩy cuộc đua LCK thêm phần hấp dẫn hơn bao giờ hết. Những diễn biến bất ngờ của LCK vẫn sẽ còn đó để chúng ta cùng nhau thưởng thức trong suốt mùa xuân năm nay. Còn trên đây, Lu đã cùng anh em nhìn lại những nét đặc biệt nhất trong cặp trận siêu kinh điển tuần 3 của LCK. Đến nay, LCK mới thật sự lộ rõ độ khắc nghiệt khi không còn một đội tuyển nào toàn thắng. Và điều may mắn nhất phải kể đến việc chúng ta không cần phải theo dõi cuộc đua ở thế song mã. Vậy mọi người nghĩ sao về cặp đấu này? Trận đấu được mong chờ nhất tuần có khiến anh em thất vọng hay không? Hãy để lại ý kiến về cả hai để chúng ta có thể cùng thảo luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.